anh em hỏi gì mình đáp đấy. Video này á, anh em có thể để lại bình luận bên dưới bất kỳ câu hỏi thắc mắc của anh em về những cái con lo bên mình, hoặc bất kỳ câu hỏi nào luôn, mình sẽ giải đáp hết cho anh em luôn nha. Rồi, câu đầu tiên về cái con lo này, tại sao con súp nên để dưới đất? Cái này không biết giải thích sao cho anh em hiểu nữa. Con súp thì thông thường gọi là nó, thứ nhất là nó nặng, thứ hai là nó rất là lực, đập tiếng vách nó rất là chắc, nên bắt buộc thông thường theo quy lý âm thanh á, anh em sẽ để dưới đất. Ít có ai mà gọi là treo súp lên trời đó. Treo súp lên trời đó ra sao ta? Tiếng súp nó quýnh xuống à. Tại sao anh em phải để con lo lên cao như vậy? Thông thường những con lo lên cao á, là nó sẽ phụ trách cho anh em là cái quãng không gian nó to, và cho cái con lo nó chúi xuống để nó phục vụ một cái vùng âm thanh nó đủ rộng. À, ví dụ con này nếu mà đúng kỹ thuật á, anh em phải để cho nó hơi chúi xuống để cho nó tạo cho anh em cái độ phủ âm thanh xuống ha, hướng âm thanh xuống nè. Đó, rồi tiếp theo á, là ví dụ như con súp mà mình treo lên trời thì nó không đúng nguyên lý âm thanh, nó đánh không ra gì đâu nha. À, nên là con súp là bắt buộc phải để dưới đất rồi. À, mà tốt hơn á, là không nên để bánh xe nữa nè nè. Tốt hơn nữa là không nên để bánh xe. Tức là anh em muốn quýnh cho con súp nó lực hơn á, thì anh em có thể là mình tháo bánh xe ra, hoặc có thể mình lót cái gì lên cho nó vững. Thì con súp á, nó sẽ cho anh em được cái lực bánh nó chắc. À, thông thường con súp rất là nặng, nổi cái con súp này không là 58 kg này nè, có một con lo một phát thôi, và cái mặt sò 12 sò 1.200 W thôi, mà nó nặng 58 kg là đủ biết là nó phải nặng như thế thì nó đánh mới lực. Rồi, con súp là vậy, tại sao con súp để đất thì nó vậy đó. Nên là anh em nếu có bất kỳ mắc nào để là bình luận dưới, còn nếu mà muốn sở hữu bất kỳ con nào bên mình thì máy 349 thì gửi liền cho mình nha.